Hôm nay mình sẽ mang đến cho mọi người một tác phẩm kinh điển, Plot Twist siêu đỉnh. Sau khi xem xong, đảm bảo trong đầu bạn sẽ đặt ra một dấu chấm hỏi. Liệu thế giới mà chúng ta đang sống có thật hay là không? Chúng ta đang sống trong một ma trận giả lập khổng lồ, hay chúng ta chỉ đang tồn tại dưới một dạng thử nghiệm của một trí tuệ siêu phàm nào đó? Câu chuyện bắt đầu. Nam chính tên Brandon là một lập trình viên lập trình game. Công việc hàng ngày của anh là viết code. Anh đang trải qua một kỳ nghỉ cuối tuần cùng gia đình mình tại bãi biển, nhưng một bi kịch đã diễn ra. Con gái Sam của anh muốn nhặt mấy cái vỏ ốc, nhưng con búp bê trong tay đã bị sóng cuốn trôi. Nhìn thấy bố mẹ đang cách đó không xa, Sam đã một mình bước xuống biển. Cứ như thế, một gia đình hạnh phúc đã tan tành. Vì bản thân lơ là nên khiến con gái qua đời, điều này khiến cho Brandon và người vợ Claire vô cùng đau khổ, trong lòng họ luôn tự trách chính mình. Mặc dù họ cực kỳ hối hận, nhưng tất cả đã không thể cứu vãn nữa rồi. Khi hai người đang dọn dẹp đồ của con gái, thì Brandon bỗng phát hiện ra một việc kỳ lạ. Rõ ràng là anh nhớ rằng tên của truyện cổ tích là chữ E, nhưng bây giờ lại trở thành một chữ cái khác. Lẽ nào bản thân đau buồn đến nỗi ảo giác sao, hay là ký ức của mình có sai sót? Vì để làm rõ vấn đề, tối đó Brandon đã tìm Matt để hỏi thăm. Xong, đáp án của Matt lại giống hệt với trí nhớ của anh, tên của cuốn truyện cổ tích này có chữ E chứ không phải chữ khác. Sau khi lên mạng để tra cứu chứng cứ, anh phát hiện ra có rất nhiều người cũng đang đặt ra những nghi vấn như vậy, đáp án của tất cả mọi người đều là chữ E. Nếu như đó chỉ là trùng hợp hoặc tình cờ, thì sự việc ngày hôm sau lại càng khiến chúng ta cảm thấy quỷ dị. Brandon tình cờ nhìn thấy một tấm hình gia đình chụp chung, mà cảnh phía sau bức ảnh lại không giống như trong trí nhớ của anh. Anh nhớ rõ ràng đó là một trung tâm khoa học, nhưng trong tấm ảnh đã biến thành đài thiên văn. Trước sự ngạc nhiên của chồng, Claire không hề để ý. Cô cho rằng vì chồng quá nhớ con gái nên ký ức của chồng mới trở nên hỗn loạn. No, you're confused. It's Griffith Observatory. Những chuyện vừa rồi đã khiến Brandon cảm thấy nghi hoặc, thế là anh muốn tìm thêm những trường hợp giống như thế trên mạng. Là một lập trình viên, rất nhanh, Brandon đã tìm kiếm được những từ quan trọng đều hướng về một chủ đề. Sai lệch ký ức là một hiện tượng phổ biến của nhân loại và thường được gọi là hiệu ứng Mandela, nhưng nó thuộc về phạm trù không thể lý giải nên mọi người không cần phải hốt hoảng, cũng đừng quá lo lắng. Nhưng Brandon không cho là vậy, anh cảm thấy đằng sau chuyện này vẫn ẩn chứa điều gì đó. Dựa vào tay nghề lập trình của mình, Brandon đã vượt tường lửa và tìm được một video mật. Vị giáo sư Roland trong video đang nói chuyện rất bình tĩnh. Ông ta cho rằng trái đất này là một thế giới bị mô phỏng, vạn vật trên thế giới đều do các đoạn mã cốt tạo thành, loài người như những chú chuột bạch trong phòng thí nghiệm, hoàn toàn không biết rằng mình chỉ là một công cụ. Những sai lệch ký ức xuất hiện trong cuộc sống, trên thực tế chính là lỗi xảy ra khi lập trình mã. Còn về hiệu ứng Mandela mà mọi người nói đến, nói trắng ra chính là mượn danh nghĩa đó để diễn giải cho những thứ vốn có. Xem xong tất cả thì Brandon bất ngờ, khi anh định nghiên cứu sâu hơn thì bỗng video bị lag như có loại năng lực nào đó ngăn chặn lại. Sau đó, một cảnh báo xuất hiện nói rằng không thể tiếp tục xem. Anh rơi vào trầm tư, nếu như sử dụng lý luận của giáo sư để nhìn thế giới, vậy thì có phải là có thể sửa đổi các đoạn mã lập trình giúp con gái có thể sống lại? Vì để làm rõ tính chân thực của lập luận này, Brandon đã để lại bình luận trong video của giáo sư Roland, hy vọng có thể gặp mặt ông để hiểu thêm về điều này. Mấy ngày sau, Brandon không nhận được phản hồi nên đã đến trường học, trực tiếp chặn giáo sư lại để hỏi rõ. Nào ngờ còn chưa nói được mấy câu, anh đã bị từ chối. I'm sorry for your loss, son. Brandon rất buồn vì nhận lại kết quả thế này, anh định bỏ cuộc tại đó. Nhưng buổi tối đó, bỗng anh nghe thấy tiếng con gái kêu cứu, khiến anh lại có động lực để tiếp tục điều tra sự thật. Hôm sau, Brandon lại tìm giáo sư lần nữa, anh cầu xin giáo sư hãy giải đáp những thắc mắc của mình. Nhìn thấy Brandon cố chấp đến vậy, giáo sư cuối cùng cũng công khai nghiên cứu của mình. Ông biết được, những thứ mà ngày thường chúng ta nhìn thấy, cho dù là một thiên thể đang vận hành trong thế giới vĩ mô, hay là một hệ thống lượng tử của thế giới vi mô, toàn bộ đều là chương trình đã được lập trình sẵn. Brandon là một nhà lập trình nên anh không thể không đặt ra nghi vấn. Kết cấu vũ trụ rộng lớn như thế, phải cần bao nhiêu bộ nhớ và dữ liệu thì mới có thể vận hành và tính toán hết được. Roland nói, đây vốn không phải là vấn đề, thế giới mô phỏng cũng giống như trò chơi quen thuộc của mọi người vậy. Chỉ khi nhân vật quan sát hoặc tương tác vào một thứ gì đó, thì dữ liệu của sự vật đó sẽ tự động tải xuống. Có thể hiểu là để giảm bớt việc quá tải dữ liệu, như vậy thì có thể giúp cho cá thể độc lập có thể vận hành mượt mà. Brandon nói, nếu giả thiết của Roland là đúng, vậy thì chắc chắn sẽ tồn tại người thiết kế hoặc là người chơi giống như Thượng Đế. Giáo sư bày tỏ rằng ông cũng đã suy nghĩ đến việc đó, cho nên ông vẫn luôn nghiên cứu làm thế nào để chứng minh thế giới này là chỉ là một thế giới mô phỏng, sau đó sẽ lần theo đó để tìm ra người đứng sau chương trình này. Vì để Brandon tin tưởng, ông đã đưa Brandon đến phòng thí nghiệm của mình, trong đó có một cổ máy tính lượng tử hiện đại nhất thế giới, nhanh hơn bất kỳ siêu máy tính nào hiện nay. Khi giáo sư định thể hiện cho Brandon thấy, thì một nhân viên quản lý mặt không biểu cảm bước vào, sau đó đã mời hai người ra ngoài vì lý do bảo mật. Sau khi ra ngoài, Brandon thảo luận với giáo sư về một số mã code. Giáo sư nói, anh không thể thay đổi bất kỳ số liệu nào vì nó sẽ khiến hiệu ứng cánh bướm xảy ra, điều đó sẽ khiến cho mọi việc xung quanh thay đổi. Đó là lý do những cái máy tính bình thường sẽ không liên kết được. Cuối cùng, giáo sư nói thuật toán này chỉ để học tập thôi. Sau khi trở về, Brandon cứ trằn trọc không ngủ được, trong đầu anh toàn nghĩ về cách để cứu con gái.
dựa vào kỹ thuật phát triển game chuyên sâu của mình và những manh mối mà giáo sư đã cung cấp, anh đã mở cửa sau của thế giới mô phỏng, hack vào hệ thống chỉ bằng cái máy tính bình thường của mình. Cuối cùng, anh đã tìm được file của con gái. Sau đó, anh không hề do dự mà bấm khôi phục. Ngày hôm sau, khi anh tỉnh lại thì phát hiện ra trong nhà có gì đó sai sai. Sau khi vào phòng khách, cô con gái Sam thế mà đang ngồi học bài trong phòng khách. Lúc này, vợ anh đến và ôm lấy anh. Brandon vội vàng hỏi vợ về tình huống lúc này. Do you see her? Yeah. Tất cả không phải là mơ, lập luận về thế giới mô phỏng của giáo sư Roland là thật, anh cũng đã thành công xâm nhập vào đó. Những ngày tháng tiếp theo đó, gia đình Brandon đã hạnh phúc trở lại. Dù anh biết tất cả mọi thứ xung quanh chỉ là giả, nhưng tình yêu mà anh dành cho gia đình là thật. Câu chuyện đến đây tưởng chừng như đã kết thúc hoàn hảo, nhưng không ngờ rằng vì Brandon đã khôi phục file nên người và sự vật xung quanh cũng đã âm thầm thay đổi. Vợ anh trở nên bực dọc, dễ tức giận một cách vô lý, còn trách các con gái không nên xuất hiện trong ngôi nhà này. Brandon đối mặt với biến cố như thế, anh sợ chương trình sẽ tự động bảo vệ và lấy lại file đã khôi phục, thế là anh đã đến nhà giáo sư để nhờ ông giúp đỡ. Nhưng vợ của giáo sư lại nói với anh, chồng bà đã qua đời vào 2 tháng trước rồi. Câu nói này khiến Brandon bất ngờ, vì mấy ngày trước anh vừa mới gặp giáo sư mà. Rất rõ ràng, chắc chắn là hệ thống đang bắt đầu sửa lỗi, giáo sư đã bị cho là một lỗi trong hệ thống. Mà sự trở lại của con gái anh cũng chính là lỗ hổng đi trái lại với quy tắc. Nhìn thấy ly nước đang ngứt dần trong tay mình, trong lòng Brandon đã nghĩ ra một kế hoạch to gan. Chỉ cần khôi phục lại hệ thống của thế giới này, tất cả sẽ trở lại như cũ. Chẳng qua lần này, bắt buộc phải sử dụng máy tính lượng tử, chịu tải đủ mạnh chính là điều kiện buộc phải có khi vận hành. Thế là Brandon viết các mã code khởi động lại và thay đổi một chút ngay chỗ hành vi của anh. Không lâu sau đó, anh lái xe đến trường học chỗ mà giáo sư làm việc. Anh đã lén đột nhập vào phòng thí nghiệm. Lúc này, nhân viên quản lý đã phát hiện ra anh, liền lập tức gọi bảo vệ đến. Hết cách, anh chỉ đành ngăn cản ông ta. Nào ngờ ông ta không chịu nổi một cú của Brandon mà ngất đi. Anh không quan tâm được quá nhiều, tiện tay lấy thẻ ra vào cửa, rồi cắm USB vào máy tính. Rất nhanh, hệ thống liền đọc hiểu và nhanh chóng chạy. Sau khi làm tất cả mọi thứ, Brandon hốt hoảng thoát khỏi phòng thí nghiệm và bên ngoài cũng đã bắt đầu xảy ra thay đổi, xe trong bãi đổ xe bỗng biến mất sạch. Vì lo lắng cho an nguy của vợ và con gái mình, Brandon chỉ đành ngồi xe bus về nhà. Máy tính lượng tử vẫn đang vận hành chạy cốt, cả thế giới đang dần dần trở nên sụp đổ. Bà dì trên xe bus bỗng dừng chốc giật, sau đó bước xuống cầm xe rồi biến mất. Nhìn cảnh tượng sau lưng, cặp đôi đang dần dần biến thành pixel, khiến cho Brandon sợ đến mặt ngơ cả ra. Anh thật sự cảm nhận được, thế giới này toàn là các dòng mã cốt. Trong lúc hoảng loạn, anh chạy xuống xe và cảnh tượng đáng sợ hơn nữa đã xảy ra. Ban ngày bỗng biến thành ban đêm trong chớp mắt, nhưng anh vừa xoay người lại thì lại trở về ban ngày. Anh tăng tốc chạy về nhà, màu sắc của môi trường xung quanh thay đổi liên tục. Brandon không biết sau khi thế giới khởi động lại sẽ ra sao. Lúc này, anh chỉ muốn ở bên cạnh gia đình mình. Anh vừa xông vào nhà, nhưng bản thân lại vào nhà thêm lần nữa. Anh nghe có tiếng phát ra từ sân sau. Tất cả sự vật xung quanh đều chớp giật, như thể một giây sau mọi thứ sẽ sụp đổ. Anh hoảng sợ ôm người thân vào lòng. Lúc này, Claire bỗng đẩy anh ra, sau đó đứng một chỗ hét to. Mặt của cô đã biến thành các khối pixel, nhưng một giây sau lại trở về bình thường. Brandon sợ hãi ôm vợ vào lòng, ôm chặt lấy người nhà không dám buông ra. Lúc này, trên bầu trời xuất hiện một tiếng nổ lớn. Nhìn kỹ thì có 2 hành tinh đã va vào nhau. Lúc này Brandon kinh ngạc phát hiện ra mọi thứ xung quanh đã trở nên tối đen. Sau khi một loạt mã cốt chằng chịt chạy xong, cả vũ trụ như quay về ban đầu. Những ngôi sao tan vỡ rồi lại hợp lại. Mặt trăng, mặt trời, trái đất xuất hiện. Một giây sau, vạn vật trên thế giới được khai sinh, sự sống bắt đầu phát triển từ những sinh vật đơn bào. Nền văn minh dần dần được hình thành. Sau đó, thời gian đã ngưng động tại ngày mà gia đình Brandon đi nghỉ mát. Vẫn là một ngày vui vẻ như trước đó, con gái lại chạy ra bờ biển nhặt vỏ ốc. Lúc đó, như có gì đó dẫn dắt, Brandon bỗng ý thức và gọi con gái. Leave George with us. Một hành động nho nhỏ như thế đã thành công ngăn được bi kịch xảy ra. Và những thứ mà bộ phim này mang lại đã khiến tôi phải sợ hãi. Thử nghĩ, nếu cuộc sống của chúng ta là một ma trận mô phỏng, vậy ai là người đã tạo ra thế giới này?